Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, từ hôm qua thời tiết Bắc Bộ đã có sự thay đổi rõ rệt. Không khí lạnh tràn về khiến cho mưa dông xuất hiện và nhiệt độ giảm đáng kể. Trời chuyển mưa và rét. Đêm qua và sáng nay, ở các tỉnh phía đông Bắc Bộ, trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong ngưỡng từ 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Phía tây Bắc Bộ trời lạnh. Tuy nhiên hôm qua cũng là ngày rét nhất trong đợt không khí lạnh lần này, bởi vì từ ngày hôm nay sang tới ngày mai, không khí lạnh suy yếu nhanh, đồng thời quá trình hội tụ gió cũng yếu đi, nên mưa có xuống giảm, trời lại chuyển nắng và nhiệt độ tăng lên. Sau đó sang tới ngày mùng 2 và ngày mùng 3 tháng 3, sẽ tiếp tục có thêm một đợt không khí lạnh nữa tràn về. Do tác động của đợt không khí lạnh này, trong đêm ngày mùng 1 tháng 3 đến ngày mùng 2 tháng 3, miền Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trời trở rét. Với miền Trung, trong đêm qua và cả ngày hôm nay, không khí lạnh tiếp tục dồn xuống, nên vùng mưa và mây sẽ mở rộng hơn xuống các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, làm cho nhiệt độ cao nhất ngày ở miền Trung cũng giảm đáng kể. Ở Thanh Hóa và Nghệ An, chỉ trong khoảng từ 21-22 độ. Còn với các tỉnh thuộc khu vực từ Hà Tĩnh tới Thừa Thiên Huế, nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 22-24 độ. Sang mưa giảm nhanh, ngày có nắng trở lại và nhiệt độ sẽ tăng thêm khoảng từ 1-2 độ nữa. Sau đó cũng tương tự như Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ từ ngày 2 tháng 3 trở đi cũng chịu tác động của không khí lạnh nên có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trời rét. Trong khi đó ở các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, do chịu tác động nhẹ của không khí lạnh, vì thế trời vẫn có nắng và nền nhiệt ngày đêm dao động trong khoảng từ 21-33 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày hôm nay tiếp tục là một ngày nắng mạnh và nhiệt cao. Trời tiếp tục nắng gắt với không chỉ các tỉnh miền Đông của Nam Bộ mà cả khu vực Tây Nguyên đã xuất hiện những điểm có nhiệt độ lên tới 33-34 độ như tại Kon Tum, Ayunpa, Giang Leo, Đắk Nông. Còn tại miền Tây của Nam Bộ thì nhiệt độ thấp hơn nhưng cũng dao động trong ngưỡng từ 31-33 độ. Và tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước trong ngày và đêm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20-22 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây có mưa vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc là từ 26-29 độ, có nơi trên 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ rải rác, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây phía Bắc đêm có mưa và mưa nhỏ rải rác, ngày có mưa vài nơi. Phía Nam có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, phía Nam có nơi trên 22 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 22-25 độ, phía Nam từ 25-28 độ, có nơi trên 28 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, có mây đêm không mưa ngày nắng, gió đông cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, có nơi trên 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Tây Nguyên, có mây đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Nam Bộ, có mây đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông đến Đông Nam cấp 4. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4.
Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Đêm nay có lúc cấp 6, giật cấp 7 biển động. Quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.